Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức 24 giờ TV. Kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất về những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, cho bản tin an ninh thế giới nóng nhất 24 giờ hôm nay, xin kính mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý sau đây. Bắc Kinh khôn đốn khi bị EU nhất trí ra lệnh trừng phạt lần đầu tiên sau hơn 30 năm. Nga khẩn cấp triệu hồi đại sứ Mỹ sau khi ông Biden nặng lời với ông Putin. Bắc Kinh nổi giận khi Mỹ ra lệnh trừng phạt 24 quan chức Trung Quốc. Triều Tiên lên tiếng chỉ trích gai gắt Mỹ về những học thuyết điên cuồng và lời khoa trương vô căn cứ. Trung Quốc lên tiếng đáp trả gắt tuyên bố chung Mỹ-Nhật. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Bắc Kinh khôn đốn khi bị EU nhất trí ra lệnh trừng phạt lần đầu tiên sau hơn 30 năm. Thưa quý vị, Reuters đưa tin, các đại sứ EU đã nhất trí lệnh cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản đối với bốn quan chức và một thực thể của Trung Quốc. Hiện danh tính các quan chức này chưa được công bố cho đến khi các ngoại trưởng EU chính thức phê chuẩn vào ngày 22 tháng 3 tới đây. Nếu được thông qua, đây là lệnh trừng phạt đầu tiên của EU nhằm vào Trung Quốc kể từ sau lệnh cấm vũ khí năm 1989. Mặc dù các lệnh trừng phạt này chủ yếu mang tính biểu tượng, nhưng nó đánh dấu sự cứng rắn hơn trong chính sách của EU với Trung Quốc. Một quan chức ngoại giao EU cho biết các lệnh trừng phạt nhằm đáp trả việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ và những nhóm Hồi giáo thiểu số khác ở Tân Cương. Bình luận về việc EU sắp áp lệnh trừng phạt, đại sứ Trung Quốc tại EU Giang Minh viết trên Twitter rằng, các lệnh trừng phạt này là sự đối đầu và Bắc Kinh mong muốn đối thoại không phải đối đầu. Chúng tôi đề nghị EU cân nhắc kỹ nếu ai đó nhất quyết đối đầu, chúng tôi chỉ còn cách theo đến cùng bởi không còn lựa chọn nào ngoài việc làm tròn trách nhiệm với người dân trong nước, ông Giang Minh viết. Tin tiếp theo, Nga khẩn cấp triệu hồi đại sứ Mỹ sau khi ông Biden nặng lời với ông Putin. Trong thông cáo mới đây, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu hồi đại sứ Anatoly Antonov trở về nước thảo luận tương lai một quan hệ giữa Nga và Mỹ. Thông cáo nhấn mạnh, động thái này nhằm đảm bảo tránh kịch bản quan hệ song phương Nga-Mỹ suy giảm đến mức không thể cứu vãn. Mục đích chính của chúng tôi là xác định phương cách để có thể cải thiện mối quan hệ mà Washington đã khiến nó đi vào ngõ cụt trong những năm gần đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong thông cáo phát đi. Bà Zakharova nói thêm, Chúng tôi mong muốn ngăn chặn quan hệ song phương suy thoái đến mức không thể cứu vãn nếu như người Mỹ nhận ra những rủi ro liên quan. Động thái trên của Nga diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra cảnh báo cứng rắn với người đồng cấp Nga Vladimir Putin liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ông ấy sẽ phải trả giá, các bạn sẽ thấy sớm điều đó, Tổng thống Biden nói trong cuộc phỏng vấn với ABC News. Văn phòng Giám đốc Tình báo Mỹ hồi đầu tuần công bố báo cáo dài 15 trang cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Các báo cáo cáo buộc rằng Tổng thống Putin có thể đã chỉ đạo chiến dịch nhằm gây tổn hại cho hoạt động tranh cử của Biden, mặt khác tạo thuận lợi cho Donald Trump theo đuổi một chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch nhằm làm suy yếu niềm tin của dư luận và hệ thống bầu cử Mỹ. Giới quan sát cho rằng cáo buộc này có thể mở đường cho việc chính quyền ông Biden công bố trừng phạt Nga vào tuần tới. Nga đã lên tiếng bác bỏ cho rằng đây là những cáo buộc vô căn cứ, sai sự thật. Tin tiếp theo, Bắc Kinh nổi giận khi Mỹ ra lệnh trừng phạt 24 quan chức Trung Quốc. Thưa quý vị, lệnh trừng phạt được áp đặt trên cơ sở đạo luật về đặc khu Hồng Kông HKAA được Mỹ thông qua năm ngoái sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia mới với Hồng Kông. Trong số 24 quan chức bị trừng phạt có ông Wang Chen, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, Ông Tam Yu Chung, đại diện duy nhất của Hồng Kông trong Ủy ban soạn thảo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc, ban hành năm ngoái. Trong danh sách trừng phạt còn có nhiều quan chức từng bị chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm nhập cảnh vào Mỹ cùng với các thành viên trong gia đình. Theo lệnh trừng phạt, các tổ chức tài chính nước ngoài sẽ bị cấm vận nếu giao dịch với 24 quan chức này. Trong tuyên bố phát đi mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, lệnh trừng phạt nhằm vào 24 quan chức Trung Quốc đại lục và Hồng Kông có hành động làm giảm mức độ tự trị của đặc khu Hồng Kông. Quy định này đã nâng tổng số quan chức Trung Quốc bị trừng phạt theo HKAA lên 34 người. Lệnh trừng phạt được công bố ngay trước khi Ngoại trưởng Mỹ Blinken hội đàm với Phái đoàn Ngoại giao Trung Quốc tại Alaska vào cuối tuần này giữa lúc quan hệ song phương leo thang căng thẳng. Phản ứng về lệnh trừng phạt của Mỹ tại một cuộc họp báo hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói, đây là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các thông lệ cơ bản về quan hệ quốc tế, là sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc kịch liệt phản đối. Ông Triệu cho biết thêm Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả cần thiết. Triều Tiên lên tiếng chỉ trích gay gắt Mỹ về những học thuyết điên cuồng và lời khoa trương vô căn cứ. Thưa quý vị, Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên ngày 18 tháng 3 thừa nhận Mỹ đã bắt đầu liên lạc với nước này nhưng cho rằng đó là chiêu trò rẻ tiền sẽ không bao giờ được đáp lại cho đến khi Washington từ bỏ các chính sách thù địch. Theo hãng tin Reuters, phát ngôn của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Son Hui là lời khước từ chính thức đầu tiên về cách tiếp cận Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời bà Châu cho biết Mỹ đã nỗ lực liên lạc với Triều Tiên bằng nhiều cách khác nhau như gửi thư điện tử, nhắn tin qua điện thoại hay liên lạc qua nước thứ ba. Tuy nhiên, quan chức này gọi những nỗ lực liên lạc đó là một mánh lới rẻ tiền để câu giờ và định hướng dư luận. Phản ứng trên được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm Hàn Quốc cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Ella trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của các thành viên cấp cao nhất trong chính quyền của ông Biden. Bà Châu cho rằng, những gì được nghe thấy từ Mỹ kể từ khi chính quyền mới nắm quyền chỉ là học thuyết điên cuồng về mối đe dọa từ Triều Tiên và những lời khoa trương vô căn cứ về phi hạt nhân hóa toàn diện theo hãng tin Reuters, bà Châu cũng chỉ trích việc Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự và duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép với Triều Tiên. Bà Châu cho rằng sẽ không có cuộc đối thoại nào cho đến khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch đối với Triều Tiên và cả hai bên có thể đàm phán trên cơ sở bình đẳng. Hồi đầu tháng này, Nhà Trắng cho biết họ đã liên hệ với Triều Tiên nhưng không nhận được phản hồi và không nêu chi tiết. Phát biểu tại Seoul ngày 17 tháng 3, Ngoại trưởng Blinken cáo buộc Triều Tiên lạm dụng có hệ thống và rộng khắp đối với người dân của mình, đồng thời cho biết Mỹ và các đồng minh cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ông Blinken và Austin dự kiến có các cuộc gặp 2 cộng 2 với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 3, trước khi đến Alaska hội đàm với các quan chức Trung Quốc. Vấn đề Triều Tiên dự kiến cũng được thảo luận trong cuộc hội đàm này. Tin tiếp theo, Trung Quốc lên tiếng đáp trả gai gắt tuyên bố chung Mỹ-Nhật Thưa quý vị, mới đây, Trung Quốc lên tiếng phản đối tuyên bố chung của các quan chức cấp cao Mỹ-Nhật, kênh Channel News Asia đưa tin. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Al Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bắt đầu chuyến công du đầu tiên của mình và đàm phán với các quan chức Nhật Bản. Tuyên bố chung của Mỹ-Nhật đã gọi hành vi của Trung Quốc là không phù hợp với trật tự quốc tế, tạo nên những thách thức về chính trị, kinh tế, quân sự và công nghệ. Ngay sau đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên tiếng đáp trả tuyên bố chung nói trên. Ông Triệu bày tỏ sự tức giận của Bắc Kinh trước tuyên bố Mỹ Nhật về việc hai nước phản đối những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên biển Đông và gọi chúng là những yêu sách bất hợp pháp. Bên cạnh đó, người phát ngôn Trung Quốc khẳng định tuyên bố chung Mỹ Nhật là một đòn tấn công ác ý vào chính sách đối ngoại của Trung Quốc và can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc nhằm làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc. Ngoài ra, ông Triệu còn gọi Nhật Bản là chư hầu chiến lược của Mỹ và tái khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc đối với biển Đông và các vùng biển lân cận. Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Alaska ngày 18 tháng 3. Ông Triệu cho biết các chủ đề như Hồng Kông, Tân Cương sẽ là những vấn đề không được thảo luận ở phía Trung Quốc sẽ thể hiện rõ quan điểm của mình đối với Mỹ. Bên cạnh đó, ông Triệu nói rằng áp lực mà Mỹ gây ra trước cuộc đàm phán Mỹ Trung là không thể chấp nhận. Ngoài ra ông cho biết việc chấp nhận lời mời đàm phán của Mỹ thể hiện thiện chí và sự chân thành của chúng tôi. Đây là lần đầu tiên quan chức cấp cao Mỹ Trung gặp nhau kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin tức 24h TV.